Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Điểm Tin Tối ngày 12 tháng 3 tại SNews. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Ngày hôm nay 12 tháng 3 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Cộng đồng fan Blackpink Việt Nam đứng ngồi không yên khi hay tin Rosé diện trang phục do nhà thiết kế Công Trí thiết kế trong MV mới nhất. Tộc trưởng Độ Mixi khiến nhiều người bất ngờ khi công bố đoạn email fan xin 300 triệu đồng để làm lại cuộc đời. Ngọc Trinh có động thái đáp trả sau khi bị chỉ trích kém duyên vì đứng lên ghế xe buýt công cộng, cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trong 24 giờ qua. Mới đây, thông tin Rosé, thành viên của nhóm nhạc Blackpink diện trang phục của nhà thiết kế Công Trí trong MV mới nhất của mình đã khiến rất nhiều khán giả Việt thích thú. Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé! Kể từ khi ra mắt teaser cho MV Rosé on the Ground, dân tình đã tinh ý phát hiện ra bộ cánh lấp lánh mà Rosé diện trong teaser đến từ nhà thiết kế Công Trí. Tuy nhiên, vì chất lượng hình ảnh chưa được rõ ràng, cộng với việc hai bên chưa xác thực thông tin nên xuất xứ của bộ cánh trên vẫn còn bỏ ngỏ. Và cho tới ngày hôm nay, khi MV chính thức được ra mắt, phân đoạn của thiết kế này đã lên hình rõ và nhiều hơn thì cũng là lúc phía nhà thiết kế Công Trí chính thức đưa ra lời giải đáp về xuất xứ của bộ cánh trên. Theo đó, ekip của Rosé đã liên hệ với đại diện Công Trí về việc hợp tác cho dự án lần này kể từ tháng 1 năm 2021. Mẫu thiết kế được lựa chọn là mẫu số 57, nằm trong bộ sưu tập Công Trí Xuân Hè 2020 được trình diễn tại tuần lễ thời trang New York. Thiết kế nguyên bản của chiếc áo này là một chiếc áo tắm làm bằng chất liệu lưới, được Công Trí sử dụng kỹ thuật đính kết là đặc trưng của nhà mốt để tả lại hình ảnh của tia nắng chiếu rọi trong buổi sáng sớm. Chiếc áo choàng khoác ngoài được làm bằng tơ mỏng, đính kết những sợi lông mảnh hình tam giác để tạo sự lãng mạn và bay bổng cho tổng thể trang phục. Hiện tại, cộng đồng fan Blackpink tại Việt Nam đang cảm thấy vô cùng tự hào về thông tin này. Mới đây, trong một buổi phát sóng livestream, Độ Mixi đã khiến nhiều người bất ngờ khi mà công bố nội dung của một email do fan gửi. Theo đó, thì người gửi đoạn email này đã không ngần ngại xin Độ Mixi 300 triệu đồng với mong muốn được làm lại cuộc đời. Mới đây, trong một buổi phát sóng livestream tối ngày 11 tháng 3, Độ Mixi đã công bố một email vô cùng đặc biệt và đầy tâm huyết của một bạn fan hâm mộ lâu năm. Nội dung trong email này được Độ Mixi kể lại. Theo như bạn này trình bày, thì trước đây bản thân là một đứa con ngoan, cho giỏi. Từ nhỏ, người này đã là niềm tự hào của bố mẹ khi vượt trội hơn hẳn so với bạn bè xung quanh. Dù là đứa ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng trong người vẫn luôn nung nấu ý chí làm giàu. Thay vì việc tự thân vận động, lao động để kiếm tiền, thì người này lại chọn cách làm giàu nhanh chóng bằng con đường đỏ đen. Giàu thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy nợ nần chồng chất và món nợ hiện tại đã lên tới 300 triệu đồng. Vì món nợ này mà người gửi email không biết xoay sở ở đâu ra, quá túng quẫn nên đành gửi email tới Độ Mixi, mong anh có thể giúp đỡ bản thân để có thể trả hết món nợ này và có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi chia sẻ về nội dung của email trên, Độ Mixi cũng nói thêm tất nhiên là anh chàng không cho ai vay vì hai người chẳng quen biết và bản thân anh cũng không có nghĩa vụ phải đi trả nợ cho một người xa lạ như vậy. Đoạn livestream trên nhanh chóng được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Hầu hết cư dân mạng đều đồng tình với cách giải quyết của Độ Mixi khi lựa chọn bỏ qua vì chẳng hề quen biết. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng phản đối gay gắt việc ôm mộng làm giàu bằng cách dấn thân vào con đường đỏ đen để rồi ôm nợ nần vào người. Ngay sau khi bị chỉ trích kém duyên vì đứng lên ghế xe buýt công cộng, mới đây thì nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã có động thái đáp trả gay gắt, đồng thời khẳng định mình sẽ không thay đổi vì người khác. Cách đây vài ngày, Ngọc Trinh đã bất ngờ thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi để lộ khoảnh khắc đứng trên ghế xe buýt 2 tầng công cộng. Điều này đã làm cho không ít cư dân mạng bức xúc, lên tiếng chỉ trích vì cho rằng nữ hoàng nội y kém duyên, không tôn trọng tài sản công cộng. Thậm chí nhiều người còn yêu cầu cô nên có ý thức hơn và chọn lọc kỹ càng hình ảnh của mình trước khi đăng tải lên mạng xã hội. Trước những bình luận ném đá, mới đây thì Ngọc Trinh đã đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cụ thể, người đẹp gốc Trà Vinh cho biết, đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn. Tuy không đề cập rõ đến vấn đề, nhưng nhiều người đoán ra rằng chắc hẳn cô nàng đang nhắc đến những chỉ trích của dư luận dành cho mình vừa qua. Hành động của Ngọc Trinh ngay sau đó đã được dân tình bàn tán xôn xao khắp nơi. Mặc dù nhận vô vàn những lời nhận xét quá đáng, nhưng cô nàng vẫn được nhiều cư dân mạng bênh vực, phản đối những lời lẽ thô tục về cô. Sau câu chuyện của cô gái người Singapore tiết kiệm được 2 tỷ trong vòng 3,5 năm nhờ vào chế độ sinh hoạt và ăn uống vô cùng giản dị, thì mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục được fan bất ngờ với chia sẻ của một cô gái người Mỹ tiết kiệm được 800 triệu đồng nhờ vào việc ăn đồ ăn thừa của đồng nghiệp mỗi ngày. Theo đó, Amanda, cô gái 32 tuổi đến từ Mỹ, đã bị bắt quả tang đang lục thùng rác của văn phòng để tìm đồ ăn thừa do đồng nghiệp của cô bỏ lại.
Thật ra đây là thói quen mà Amanda đã duy trì trong nhiều tháng, bất chấp những ánh mắt không mấy thiện cảm của những người xung quanh. Với cách tận dụng bữa ăn bỏ đi của người khác, cô gái 32 tuổi này đã tiết kiệm được 32.000 đô, tương đương gần 740 triệu đồng, chỉ trong vòng 8 tháng cắt giảm được phần lớn chi phí mua thực phẩm. Chia sẻ về quãng thời gian đi làm của mình, Amanda cho biết, tại văn phòng mà tôi làm việc, có rất nhiều đồng nghiệp quen bỏ phí bữa ăn, do đó tôi đã phải ăn phần thức ăn thừa của họ. Đôi lúc tôi không tìm thấy thứ gì còn thừa nên phải đi mua. Tôi không tự làm khó bản thân mình, mà chỉ làm những điều có thể để tránh lãng phí thực phẩm và tiết kiệm tiền mà thôi. Amanda cho hay, cô không cảm thấy phiền hay xấu hổ gì khi bị sếp bắt gặp ăn đồ ăn thừa của đồng nghiệp. Thực tế, trước khi có được thói quen tiết kiệm này, Amanda đã từng là một cô gái đam mê tiệc tùng và shopping. Kết quả là sau nhiều năm đi làm, cô vẫn không để ra được bất kỳ khoản tiết kiệm nào, và đó là khoảng thời gian cô 20 tuổi. Đến năm 27 tuổi, Amanda chợt thức tỉnh và tiết kiệm được 20.000 đô để đi du lịch. Khi thấy khoản tiết kiệm đã đủ nhiều, Amanda nghỉ việc và bắt đầu chuyến du lịch của mình. Trong quá trình này, cô đã phát hiện ra niềm đam mê dạy cách lập kế hoạch tài chính cho phụ nữ. Khi quay trở lại Mỹ, Amanda đã thành lập công ty kinh doanh chuyên giúp các bạn trẻ tiết kiệm và đầu tư hiệu quả hơn. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lại tiếp tục được fan xôn xao khi chứng kiến câu chuyện một cậu bé học sinh tiểu học nhặt được số tiền lên tới 260.000 nhân dân tệ, tương đương gần 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi liên hệ được với chủ nhân của số tiền này, thì gia đình của cậu bé đã nhận được câu trả lời vô cùng bất ngờ. Chiều ngày 22 tháng 2, khi trên đường đi học trở về nhà cùng mẹ, thì cậu bé phát hiện một chiếc túi vải màu xanh ở hàng rào của khu dân cư. Cậu bé vội vàng leo lên hàng rào để lấy chiếc túi. Người mẹ chưa kịp cản thì cậu bé đã vớ được chiếc túi và mở ra. Mẹ ơi, mau xem nè, bên trong toàn là tiền. Quả thật, bên trong chiếc túi đều là những tờ tiền có mệnh giá 100 nhân dân tệ, tương đương 355.000 tiền Việt Nam. Nhìn thấy số tiền khổng lồ kia, cả hai mẹ con đều rất sốc. Sau đó thì thân Bích Hàm đề nghị mẹ ngồi tại chỗ để chờ đợi chủ nhân chiếc túi. Ngay sau đó thì mẹ của cậu bé đã gọi cho chồng và con trai lớn đến để cùng bảo vệ số tiền đó. Không ngờ rằng khi cả bốn người chờ đợi trong hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai đến tìm chiếc túi, do đó họ đã trình báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức đến nơi kiểm tra. Tổng số tiền trong túi là 260.000 nhân dân tệ, tương đương 923 triệu đồng tiền Việt Nam. Sau một thời gian ngắn, cảnh sát đã tìm được chủ nhân của chiếc túi sách thông qua con dấu của ngân hàng trên những tờ tiền. Nào ngờ khi nhận được thông báo của cảnh sát, người này lại phủ nhận việc mình mất tiền, anh ta còn nói không thiếu tiền. Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ hơn thì được biết, người đàn ông này họ Dương, tâm lý không ổn định và không kiểm soát được những gì mình đang nói. Hóa ra, anh Dương gặp vấn đề về tâm lý sau ly hôn. Sau khi rút tiền ở ngân hàng, anh đã treo chiếc túi của mình lên hàng rào của một khu dân cư trên đường rồi đi về nhà. Đây là tiền đền bù di rời nhà của gia đình anh Dương. Cuối cùng, bố mẹ anh Dương đã phải đến đồn cảnh sát để hoàn tất thủ tục, nhận lại số tiền 260.000 nhân dân tệ bị rơi mất. Họ cũng muốn chi 2.000 nhân dân tệ, tương đương 7,1 triệu đồng tiền Việt Nam để mua đồ chơi cho thân Bích Hàm, nhưng cậu bé đã lịch sự từ chối. Sau sự việc, cậu bé còn được nhà trường khen ngợi và được cảnh sát địa phương trao kỷ niệm huân chương nhằm tuyên dương hành động tốt bụng. Tiếp theo, hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, thời tiết, giá xăng dầu, giá vàng. Thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những tin tức nổi bật nhất có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.